iOS 14.5.1 khiến cho iPhone 12 Pro Max chạy như iPhone XR Đó là cái tít mà rất nhiều người có chia sẻ và bản thân mình Mình vừa mới test lại thì đúng là như thế thật Và cái việc mà những cái lỗi nó còn tồn tại là không phải bản Anh em có thể xem rất nhiều video trên mạng Hôm nay thì mình muốn chia sẻ một cái khác Đó là cách anh em giải quyết cái lỗi ở trên iOS 14.5.1 như thế nào Bởi vì không thể có chuyện là các bạn đang dùng iPhone 12 Pro Max mà hiệu năng nó lại giật lag như iPhone Xr. Tuy nhiên thì mình cũng chia sẻ luôn là đây là lỗi của phần mềm. Ở phiên bản iOS 14.5 nó không hề có vấn đề gì cả, thậm chí là rất ngon với rất nhiều tính năng mới. Do đó hiện tại nếu anh em mua iPhone 11 series hay iPhone 12 series thì thứ nhất là có thể yên tâm nếu anh em mua hàng mới bởi vì là nó không được cài đặt sẵn 14.5.1. Anh em mua máy về mà không update lên thì nó vẫn ok. Cái thứ hai là nếu mà có lỗi hiện tại nếu anh em lỡ lên rồi ấy, thì chắc chắn là tương lai nó sẽ được fix bởi các phiên bản cập nhật phần mềm khác thôi. Nếu mà các bạn quan tâm tới mức giá của iPhone 11 hay iPhone 12 series, tham khảo ngay link ở dưới phần mô tả video tại shop đăng như mình đã chia sẻ. Shop đăng là đại lý ủy quyền chính hãng của Apple thì chuyên cung cấp cho anh em những dạng hàng Apple như là iPhone chính hãng với mức giá tốt cũng như là những cái chương trình ưu đãi cực kỳ là đảm bảo về sau. Ok, quay trở lại với câu chuyện trên iPhone 12 Pro Max thì đó mình đã có thử một số bài benchmark cơ bản như là Antutu Big 5 và 3D Wildlife Test thì cái điểm số của nó ở phiên bản iOS 14.5 là rất ổn. Sau đó thì mình đã có thử test PUBG Mobile ở chế độ là HDR và cực độ. Thì những cái gì nó mang lại cho mình thì nó vẫn đúng như ngày xưa đến nay thôi. Hiệu năng rất đỉnh, chơi 60 FPS rất mượt cho tới khi nó nóng máy <laughs> Mình dùng cái chiếc máy này khoảng 3 phút là nó sẽ bị giảm sáng xuống còn khoảng 90 cho tới 95% Sau đó thêm một phút nữa thì nó lại tăng sáng lên bình thường Và liên tục nó cứ bị giảm rồi nó lại tăng rồi nó lại giảm nó lại tăng Nhưng mà cái mức giảm độ sáng của nó thì không quá cao Có thể là do mình đang ngồi trong cái môi trường là phòng điều hòa khoảng 28 độ C Thì tùy vào môi trường mà anh em sử dụng nha Thì máy nó sẽ có những hiện tượng khác Nhưng mà về cơ bản 14.5 là một phiên bản rất tốt Với phiên bản iOS 14.5.1 thì mọi thứ trong cùng một điều kiện test cùng một tựa game mình ngồi cùng một chỗ luôn nhưng cái giải FPS cho ra các bạn có thể thấy là nó khựng, nó giật, nó lag và nó có nhiều cái sự khúc khủy hơn so với cả phiên bản iOS 14.5. Trải nghiệm thực tế thì khi mình lái xe ngoài đồng hay mình làm các thao tác rất đơn giản thôi, khung hình chuyển động cũng đã có những cái sự khựng, lag và khiến mắt mình hơi khó chịu một chút. Do đó, cái đầu tiên, anh em nào chưa lên 14.5.1 đừng có lên. Cái thứ hai là cái lỗi này mình thấy mới chỉ xuất hiện trên những phiên bản chạy chip A13 và A14 Bionic Tức là iPhone 11 series và iPhone 12 series mà thôi Mình thì chưa có điều kiện test với cả iPad nhưng mà Trung quy lại nếu mà anh em đang dùng những chiếc iPhone đời cũ thì vẫn có thể tin tưởng lên được Bởi vì đây là một phiên bản cập nhật kiểu bản vá bảo mật đấy Nó mang tới cho anh em nhiều những cái sự đảm bảo về độ an toàn hơn Vá lại những cái lỗ hổng trong WebKit thì anh em vẫn nên lên nha Bởi vì cái lỗi này thì đã được phổ biến rồi Và rất nhiều hacker là có thể là đang tận dụng để tấn công vào đó và còn nếu anh em mà đã lỡ lên trên iPhone 11 và iPhone 12 series thì xin chưa buồn đấy là anh em không thể quay đầu được Apple đã khóa cái đường quay trở lại iOS 14.5 rồi và mình cũng đã có thử rất nhiều cách nhưng mà không thể quay trở lại được nhưng mà mình đã tìm một cái hướng ngược lại đấy là mình cập nhật lên phiên bản beta <laughs> cái việc sử dụng iOS beta thì mình cũng không khuyên là anh em sử dụng nhưng mà nếu mà anh em thật sự cần hiệu năng ví dụ như là anh em game thủ anh em đang chơi game ở trên iPhone 11 iPhone 12 series rất ngon mà anh em không thể chịu được cái sự giảm hiệu năng giảm sung trên phiên bản iOS 14.5.1 ấy đó là vào trong web beta profile anh em tải cái profile của iOS 14.6 beta mới có phiên bản beta 3 rồi hay sao ấy anh em vào anh em cài đặt và anh em làm những cái bước thao tác nó có hiển thị hướng dẫn rất là dễ thôi sau đó được reset máy một cái là máy anh em sẽ chạy iOS beta và anh em cũng lưu ý là chỉ khi nào Apple ra mắt những cái phiên bản iOS chính thức mà nó cao hơn phiên bản beta tức ví dụ là iOS 14.7 chẳng hạn thì anh em có thể xóa cái profile beta đấy đi và em quay trở lại sử dụng phiên bản iOS public một cách bình thường thì không phải lo về cái vấn đề này nhưng mà có thể là anh em sẽ phải chờ một thời gian nữa khi Apple cập nhật thì chúng ta mới quay trở lại được thì thôi mèo mó có hơn không thay vì là chờ Apple ra 14.5.2 vá lại nâng cấp lại hay là sửa lỗi về hiệu năng thì thôi chúng ta dùng luôn bản beta rồi chờ khi nào Apple ra một cái phiên bản iOS mới hẳn á, thì anh em có thể là quay lại sau mình đã có thử test với phiên bản iOS 14.6 beta 3 thì những cái điểm số benchmark cho ra rất là khả quan các bạn có thể so sánh ngay là những cái điểm của Geekbench Antutu hay là 3D Wildlife thì nó đều tương đồng với cả cái đợt mà mình dùng 14.5 còn cái con 14.5.1 thì nó đúng là toa nó giảm hiệu năng phải khoảng 50 cho tới 60 phần trăm cơ ngoài ra thì mình cũng đã có thử test PUBG Mobile ở cùng một cái chế độ là cực độ và HD thì cái giải FPS cho ra nó cũng khá tương đồng hay là cái hiệu năng mình trải nghiệm cũng rất là ok. Tuy nhiên là có một cái sự khác biệt đôi chút đó là hai chiếc máy này khi mình test trong cùng một điều kiện cái chiếc chạy 14.5 nó cứ tăng sáng giảm sáng liên tục nhưng mà chỉ ở khoảng 90 cho tới 95% thôi. Khi nào máy mát thì nó lại sáng màn hình trở lại. Còn cái chiếc mà chạy phiên bản beta á, thì sau khoảng 18 phút đầu hiệu năng rất ổn màn hình sáng loà loà nghe to đã thì nó bột một phát. Nó giảm màn hình sáng xuống chỉ còn là 50% và các bạn không thể kéo lên được. Các bạn buộc là phải chơi hết ván đấy, ngồi chờ cho máy mát, máy nó sáng lên thì các bạn lại bắt đầu một ván game mới. Thì do đó nếu các bạn lên phiên bản beta phải lưu ý về việc này là chúng ta không thể chơi game liên tục được. Thì đó, đó là cái phương pháp mình đã sử dụng để có thể kéo lại vớt vát lại hiệu năng cho cái chiếc iPhone 12 Pro Max của mình, nhưng mà mình vẫn phải khẳng định lại cho anh em nhá. Anh em chỉ nên thực hiện cái cách này khi mà anh em quá khó chịu với hiệu năng trên iOS 14.5.1, ví dụ như là anh em gamer, ví dụ như là mình edit bằng cắp cắt ấy, mình hay bị render chậm hay là bị lỗi khi mình edit hay là anh em dùng những cái chiếc điện thoại nó quá lỗi, kiểu là crash app này, sim sóng kém này, không vào được mạng này, vân vân và vân vân, những cái lỗi phổ biến đó thì anh em không còn đường lui, anh em mới phải buộc lên 14.6 beta, còn nếu không tốt nhất anh em có thể chịu đựng một chút ở phiên bản 14.5.1 Bởi vì dù sao thì chắc chắn là Apple sẽ sớm đưa ra những cái bản cập nhật trong tương lai Và những cái phiên bản public như thế này Thì nó vẫn luôn đảm bảo cho anh em ơn Về mặt là bảo mật phần mềm hay là ít lỗi hiện tại nếu mà anh em nào đang mua những chiếc iPhone mới thì cứ yên tâm là iPhone mới thì không được cài đặt sẵn 14.5.1 anh em mua về mở máy lên đừng cập nhật nữa là ok mức giá của những chiếc iPhone 12 Pro Max hay là iPhone 11 cực kỳ tốt tại shop đăng đại lý ủy quyền chính hãng của Apple thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả video cho anh em tham khảo anh em nào mà muốn biết những cái cách hay là những cái bản cập nhật mới nhất của thông tin sớm để anh em lên ấy, thì có thể cho vào group yêu Apple ở trên Facebook vẫn luôn khuyên anh em đó là hãy cân nhắc thật kỹ mình cũng chỉ là đưa ra cái ý kiến hay là cái trải nghiệm của mình trên một thiết bị nó chạy như vậy thôi. Có thể là thiết bị của anh em nó sẽ khác nữa. Anh em xem đến đây đừng quên để lại một like, một subscribe cũng như là comment ý kiến của anh em ở bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.